Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Bây giờ là chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 15 tháng 4. Mở đầu mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những nội dung nổi bật trong chương trình. Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đề án và quảng bá thương hiệu Huế kinh đô ẩm thực. Để công tác ngăn chặn vấn nạn giả cao ven biển có hiệu quả, rất cần có sự phối hợp giữa các địa phương. Nhiều người lính đã trở thành sợi dây gắn chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết giữa hai nước Việt Lào anh em. Nội dung sẽ đến trong phần cuối chương trình. Trong quý 2 năm 2019, Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đề án và quảng bá thương hiệu Huế kinh đô ẩm thực với trọng tâm là chương trình hợp tác giữa Sở Du lịch và Công ty Cổ phần Đài Nam Thái Y Viện. Những sản phẩm đầu tiên dự kiến sẽ ra mắt trong Festival Nghề Truyền thống Huế vào cuối tháng 4 này. Đây sẽ là tiền đề cho việc hình thành chiến lược xây dựng Huế trở thành một kinh đô ẩm thực, nâng cao hình ảnh của ẩm thực Huế trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế của ngành du lịch địa phương. Đồng thời khẳng định vị thế và sự đa dạng của văn hóa ẩm thực Huế nói riêng và văn hóa ẩm thực Việt Nam nói chung với bạn bè quốc tế, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành một điểm đến du lịch không thể thiếu của du khách quốc tế trong hành trình đến Việt Nam và Đông Nam Á. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng sẽ phối hợp với các địa phương nâng tầm của những điểm đến du lịch cộng đồng như Phước Tích Hương Xưa Làng Cổ, Cầu Ngói Thanh Toàn, Chợ Quê Ngày Hồi. Tiếp tục hoàn thiện nâng số ngày diễn ra trong tuần tại khu phố đêm Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu kết nối với không gian văn hóa nghệ thuật đường Lê Lợi, cầu Trường Tiền, khu vực các tuyến đường ở Đại Nội. Có kế hoạch hình thành trung tâm ảo dài để phát huy giá trị đặc trưng lễ phục truyền thống Huế, trung tâm điều hành Viettravel. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ cho triển khai dự án hệ sinh thái du lịch thông minh, xây dựng hệ thống thông tin du lịch thông minh, tạo không gian thông minh là điểm đến trải nghiệm thân thiện, bền vững với du khách, hệ thống Wi-Fi phục vụ phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện tổng cộng 408 trường hợp vi phạm, gồm 407 đối tượng và một công ty có sai phạm. So với trước đó, phát hiện nhiều hơn 168 trường hợp và xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, tịch thu hơn 1.200 mét khối cát sỏi. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Công an tỉnh điều tra xử lý nghiêm hai vụ hành hung người dân tại Thủy Biều và Quảng Điền để răn đe trấn áp các hành vi manh động của các tặc, đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp trong việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật của địa phương trên lĩnh vực này, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các sở ngành, cơ quan liên quan để tham mưu xử lý triệt để các yếu tố, nguyên nhân dẫn đến gia tăng, tái phát tình trạng khai thác vận chuyển cát sỏi trái phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu lực lượng công an nâng cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh xử lý triệt để vi phạm về khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép, vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa. Tập trung nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện xử lý các tổ chức doanh nghiệp, đối tượng chủ mưu, đầu nầu trong khai thác kinh doanh, tập kết cát sỏi, chống đầu cơ, nâng ép giá, cũng như chống thất thu thuế trong lĩnh vực này. Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện xử lý các hành vi mua bán khống hóa đơn, biên lai cát sỏi để hợp thức nguồn cung. Công an các đơn vị địa phương căn cứ thực trạng khai thác cát sỏi trái phép trên địa bàn phụ trách để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác, không để tái diễn hoạt động khai thác cát sỏi trái phép. Trong đó, công an các đơn vị địa phương tập trung tham mưu phối hợp chỉ đạo quyết liệt công tác xử lý bến bãi cát sỏi trái phép nằm ngoài quy hoạch, công tác tổ chức đăng ký đăng kiểm phương tiện thủy nội địa hoạt động khai thác vận chuyển cát sỏi, chủ động phối hợp với các sở ngành chính quyền cơ sở thực hiện đồng bộ các biện pháp giải pháp phòng ngừa đấu tranh xử lý các trường hợp vi phạm. Một vấn đề nóng nữa về quản lý tài nguyên môi trường hiện nay là vấn nạn khai thác bằng giả cao ven biển. Bên cạnh chế tài xử lý, tổ chức đấu tranh còn nhiều khó khăn bất cập thì việc thiếu đi sự phối hợp trong công tác quản lý phương tiện giữa các địa phương cũng khiến cho vấn nạn giả cao khó giải quyết triệt để. Bởi hầu hết các phương tiện này có xuất xứ từ các tỉnh Nam Trung Bộ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Phòng ngừa, ngăn chặn nạn đánh bắt thủy sản tận diệt mà thường gọi là giả cào đã được các cơ quan chức năng, các địa phương triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian hơn một tháng qua, Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản và các địa phương ven biển đã tổ chức phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền vận động trong cộng đồng ngư dân. Ngư dân đánh bắt thủy sản cơ bờ rất hoan nghênh tinh thần của chỉ thị 01 và mong mỏi các hình thức hủy diệt môi trường biển cần được chấm dứt. Trong cái nghị định mà họp bữa nay á thì có nhiều cái cũng có quyền lợi chứ. Ngư dân chúng tôi thì khi nào bảo vệ là cái môi trường thôi, môi trường sống của cá để cho mình có để mà thu hoạch hàng năm. Cho nó cao là nó từ nhỏ đến bé lớn là nó cao sạch.
Thì anh em tôi đi câu mực hoặc làm ven bờ này là nó vừa, nó giống cái cánh tay robot đi, nó hạ xuống rồi nó vớt lên rồi nó đối mình đó, cục nhỏ là đối âm đó, mà nhất là từ Thanh Hóa về Nghệ An mà tàu là không có số, thì anh em tôi là không dám tài tự hàng được vì hàng quá to, mạnh quá mạnh, anh em tôi tự là sợ ui chim thôi, mà chỉ cầu bảo cho tổng đồn. Để thực hiện tốt và hiệu quả nhất thì việc phát hiện truy bắt cần phải thực hiện một cách đồng bộ hơn giữa các địa phương. Bộ đội biên phòng các tỉnh, chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản, cơ quan đăng kiểm phương tiện thủy của các tỉnh. Bởi khi phát hiện ra tàu đánh bắt bằng giả cao thì việc truy đuổi giữa các ngư dân địa phương là khó thực hiện. Khi thông tin đến cơ quan chức năng, hải đội bộ đội biên phòng cho tàu lớn ra biển thì lập tức bị phát hiện, các phương tiện giả cao sẽ bỏ chạy. Nhất là cái phương tiện của chúng tôi thì rất là nhỏ. Đến khi mà các cái tổ đội công tác xuất kích ra gần đến nơi, khi phát hiện ra tàu biên phòng thì nó chặt lưới và tàu của ngư dân của các tỉnh bạn là bỏ chạy. Đấy, thì chúng tôi cũng không đuổi kịp. Cái thứ hai là cái chế tài xử lý sau khi bắt được quả tang, thì cái chế tài xử lý bây giờ theo quy định đối với tàu giả cào mà đánh bắt sai tuyến là chúng tôi phạt tối đa. Đấy, với quy định là mỗi tàu là tăng lên là đến 24 triệu một tàu. Nhưng mà thường là các tàu đều có số tiền đó tại tàu và người ta nộp phạt ngay và người ta đi luôn. Cho nên là bây giờ tôi đề xuất là phải tăng cái hình thức xử phạt và có một cái chế tài để làm sao mà răn có cái tính chất răn đe theo quy định của pháp luật. Đấy. Hiện tại mức xử phạt đối với một phương tiện giả cao chỉ 24 triệu đồng, không có cả biện pháp cưỡng chế tạm giữ phương tiện hay ngư lưới cụ. Và với mức phạt đó thì quá nhẹ so với nguồn thu của giả cao. Để thực hiện có hiệu quả chỉ thị 01 của Thủ tướng thì việc phối hợp giữa các địa phương là yếu tố hàng đầu. Nếu tàu tỉnh này tham gia đánh bắt giả cao ở tỉnh khác thì chỉ cần chụp ảnh, định vị phương tiện rồi thông báo cho địa phương quản lý tàu đó để xử phạt và áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Có như vậy thì hiệu quả của việc thực hiện chỉ thị 01 mới mang lại hiệu quả cao. Theo thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn quốc đã xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm 41 người chết, 42 người bị thương. Riêng ngày 14 tháng 4 nhằm ngày 10 tháng 3 âm lịch, toàn quốc đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết, 28 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát Giao thông xử phạt 4.824 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4 tỷ 263 triệu đồng. Theo cả ngân hàng, tình trạng lừa đảo giao dịch hiện nay ngày càng tinh vi, rất khó để khách hàng nhận biết giả mạo. Để tránh bị lừa đảo, nhiều ngân hàng đã tiếp tục đưa ra cả cảnh báo phòng ngừa và cách khắc phục, đặc biệt trong ngày nghỉ lễ vì phòng giao dịch không làm việc. Các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin bảo mật dịch vụ như tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã xác thực giao dịch OTP hay mã kích hoạt ứng dụng Smart OTP, không truy cập trang web hay đường dẫn không đáng tin cậy. Ngoài ra, khách hàng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử hay thẻ tối thiểu 3 tháng một lần, không được chụp hình thẻ hoặc các thông tin thẻ gửi qua email đưa lên các trang mạng xã hội, nên sử dụng máy tính, thiết bị cá nhân và có sử dụng phần mềm diệt virus. Bên cạnh đó, các ngân hàng còn khuyến cáo người dùng phải kiểm tra thật kỹ tên liên kết của ngân hàng cần giao dịch khi thực hiện các giao dịch trực tuyến. Trong trường hợp nghi ngờ đã bị lừa, người dùng nên tiến hành thay đổi thông tin tài khoản, mật khẩu, thiết đặt các cấu hình bảo mật cho tài khoản của mình sử dụng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong quý 1 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam đã chi hơn 883 triệu đô la Mỹ để nhập khẩu ô tô, trong đó phần lớn là nhập khẩu từ hai thị trường ASEAN là Thái Lan và Indonesia. Như vậy, trong quý 1 năm 2019 vừa qua, toàn thị trường ô tô Việt Nam nhập khẩu khoảng 39.000 chiếc ô tô các loại. So với cùng kỳ năm trước, lượng xe nhập khẩu tăng 8,5 lần và giá trị cũng tăng khoảng 6,5 lần. Trong số các nước xuất khẩu xe vào Việt Nam trong quý 1 vừa qua, nhiều nhất là Thái Lan với gần 26.000 xe, trị giá gần 517 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo đó là Indonesia với hơn 9.000 xe nhập khẩu, trị giá 143,7 triệu đô la Mỹ. Thị trường ô tô lớn nhất thế giới là Trung Quốc cũng xuất khẩu sang Việt Nam gần 1.000 xe, trị giá khoảng 41 triệu đô la Mỹ.
Thời gian qua, công tác đàm phán cắt giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa của Việt Nam thông qua các hiệp định FTA đã được Bộ Công Thương thực hiện hiệu quả, nhưng việc đàm phán để được công nhận về quản lý chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật còn hạn chế. Do vậy, nhiều mặt hàng của Việt Nam dù đã được nước ngoài giảm thuế về 0% nhưng vẫn chưa được phép nhập khẩu vào một số thị trường. Hiện những mặt hàng nông sản của Việt Nam như sữa, thịt lợn hay một số loài rau quả của Việt Nam dù đã được hưởng thuế suất bằng không nhưng vẫn chưa thể vào được những thị trường như Canada hay New Zealand. Một trong những nguyên nhân chính được cho là do tập quán sản xuất của Việt Nam vẫn ở quy mô nhỏ, phân tán, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường nhập khẩu. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết khó khăn lớn nhất trong xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vẫn là chất lượng và an toàn thực phẩm, lý do khiến nhiều mặt hàng nông sản được giảm thuế về 0% nhưng vẫn chưa thể xuất đi. Cái khó khăn lớn nhất cho nông sản Việt Nam thì ở đây tôi vẫn nhắc đến cái vấn đề là chất lượng và vấn đề an toàn thực phẩm. Vì trong CPTPP thì nó có hai khối, là cái khối các cái nước phát triển thì cái yêu cầu họ về an toàn thực phẩm cũng như là các yêu cầu về kiểm dịch động thực vật rất là cao, ví dụ như là Canada, ví dụ như là Úc, New Zealand hay là Nhật Bản. Giảm thuế quan chỉ là một điều kiện để xuất khẩu hàng vào các cái nước ấy thôi. Chứ còn muốn xuất khẩu, muốn nhập khẩu được hàng vào nước người ta là còn rất nhiều cái tiêu chí và nhiều cái tiêu chuẩn khác. Nhiều cái tiêu chuẩn về chất lượng này là mình phải bảo đảm. Rồi tiêu chuẩn về môi trường này, rồi tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm này. Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu chưa phát huy tối đa hiệu quả do chưa được thực hiện đều và đồng bộ từ khâu sản xuất đến khâu tiếp thị. Hàng hóa Việt Nam chưa trực tiếp đến với các doanh nghiệp phân phối ở thị trường nhập khẩu đã có FTA với Việt Nam. Vì vậy, thời gian tới, các hoạt động xúc tiến thương mại cần tập trung khắc phục những hạn chế hiện nay. Để mà tận dụng tối đa những cái lợi ích mang lại từ các hiệp định thương mại tự do cũng như là có thể là vượt qua được những cái thách thức của thương mại toàn cầu, thì trong thời gian tới thì là cái hoạt động xúc tiến thương mại cũng cần phải có một số những cái định hướng nhằm phù hợp với lại cái bối cảnh mới, đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong cái việc là xúc tiến xuất khẩu. Thứ hai nữa đó là cái việc mà đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế trong cái hoạt động xúc tiến xuất khẩu và chú trọng tìm kiếm đối tác cho các hiệp hội, cho các doanh nghiệp ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đánh giá của các chuyên gia, việc thực hiện và khắc phục những vướng mắc vẫn còn chậm, nhưng để cải thiện tình trạng đó, cần cả doanh nghiệp và cả cơ quan hữu quan năng động hơn, thực hành một cách sát sao, kể cả sự chỉ đạo lẫn thay đổi về quy cách thực hiện. Có như thế thì hàng hóa Việt Nam mới có thể xuất ngoài để mang lại giá trị gia tăng. Thưa quý vị, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới và người dân sinh sống ở sát biên giới nước bạn Lào từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống. Nhiều người lính đã trở thành sợi dây gắn chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết giữa hai nước Việt Lào anh em. Con đường đất đỏ nối từ bản Xê Sáp, Lào sang huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, trước kia bụi mù mịt về mùa khô và lầy lội về mùa mưa. Có những hôm mưa to, đất đỏ dính chặt bánh xe, nước từ những con suối tràn qua đường, người dân không thể đi lại được. Với nguồn kinh phí mua nguyên vật liệu để xây dựng tuyến đường do tỉnh Xê Công hỗ trợ, tuyến đường dài 4 km gồm 6 cổng nhỏ và 2 cầu lớn. Gần 2 tháng nay, hơn 20 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhâm vẫn miệt mài thay áo mới cho những con đường đất đỏ, bắt cầu qua những con suối để người dân tiện đi lại, thông thương, trao đổi hàng hóa. Con đường này rất vất vả về mùa mưa, nay được bộ đội đồn biên phòng Nhâm giúp làm đường, xây cầu, người dân trong bản rất vui và biết ơn bộ đội Việt Nam nhiều lắm. Tôi chỉ mong con đường sớm hoàn thành để dân bản mình được đi lại thuận tiện. Thay mặt nhân dân bản Xê Sáp, huyện Ca Lâm, tỉnh Xê Công, tôi cảm ơn rất nhiều. Sau hơn 2 tháng thi công, con đường đã hoàn thành trong sự cố gắng của những người lính biên phòng và sự mong chờ từng ngày của người dân hai bên biên giới. Những ngày giữa tháng 4 cũng là dịp nhân dân bản Xê Sáp đón Tết cổ truyền Bun Pi Mai của các bộ tộc Lào. Nhưng món quà, những lời chúc đã được cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến nhân dân bản Xê Sáp. Đây là một hoạt động thường niên hết sức ý nghĩa nhằm thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa bộ đội biên phòng với nhân dân hai bên biên giới của tỉnh nói chung và nhân dân bản Xê Sáp nói riêng, cùng nhau bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. Trong thời gian qua, cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều các cái hoạt động để giúp đỡ
nhân dân hai bản Ca Lô Xê Xáp của Lào, qua đó là giúp đỡ đồng bào là khắc phục được những cái khó khăn, ổn định cuộc sống và củng cố thêm cái mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, hai chính phủ và nhân dân hai bên hai nước, nhất là nhân dân hai bên biên giới. Nhân dịp năm mới, chúng tôi rất vui vì được đón cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhâm, lãnh đạo bộ đội biên phòng Thừa Thiên Huế sang thăm. Thay mặt cho nhân dân bản, xin cảm ơn bộ đội biên phòng đã sang thăm và tặng những món quà rất ý nghĩa nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi Mai. Bên cạnh việc giúp nhân dân nước bạn ổn định cuộc sống, thời gian qua, các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn, tăng cường công tác tuần tra song phương, hội đàm thường niên và đột xuất nhằm kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm quy chế biên giới, giải quyết các vụ việc xảy ra, bảo vệ đường biên giới chung, duy trì ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới. Trong giai đoạn vừa qua, lực lượng bộ đội biên phòng và đại đội 531 thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới và các cột mốc. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành tuần tra song phương các cột mốc trên tuyến biên giới Việt Lào do hai đơn vị quản lý. Qua đó hai đơn vị phối hợp chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế biên giới, tăng cường mối đoàn kết hữu nghị, bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc. Có thể thấy rằng bằng những việc làm cụ thể, thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Lào nói riêng đã có nhiều sáng kiến hay, việc làm sáng tạo, huy động được nhiều nguồn lực từ xã hội để giúp đỡ lực lượng bảo vệ biên giới và người dân sinh sống ở sát biên giới từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển, vun đắp cho mối đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.